tháng 11 thì mình khỏe nhá. Thế à? Thầy có làm ăn gì đâu mà phát đạt. Đó. Làm ăn như thế là được rồi. Thầy có làm ăn đâu mà phát đạt. Nhiều ngân sách để xây đền. À, sẽ biết thầy xây đền à? Vâng, hôm qua thầy bảo là xây đền đó. Đúng rồi. Vâng. Hôm nay Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo. Vâng. Đấy là niềm rất vui của thầy. Sau này tạo ra một tổ chức tôn giáo mà có mà được cấp phép hoạt động đàng hoàng. Vâng. Và cái đền đấy cũng sẽ có giấy phép để hoạt đền là có một cái giấy chứng nhận để sau này mở rộng thêm cho nó dễ. Rồi những cái bài giảng như thế này này về tử vi này, về tâm linh này, sau này cũng nếu mà đăng ký được là tổ chức thì cũng có thể phát hành rộng rãi được, không phải qua internet như thế này nữa. Đấy là tin rất vui. Thế nay sao thầy có dỗi không? Thầy không dỗi nhưng mà đang phải xem cho con đây đúng không? Đấy, thầy xem cho con nhé. Rồi. Thế xong mà thầy gửi trên đưa lại cho con nhé, nhưng mà bỏ tên như thế đấy đánh số thôi. Thầy có để biết có thầy có cần tên con đâu. Thầy có, thầy không để tên đâu. Vâng. Thầy ơi, để ơi. Xem cho con thử nhá. Vì là con là khả năng là hỏi người hàng xóm thôi. Thì là bảo con là đẻ vào trước con thì người ta một ngày thì chắc là ngày 29, con người ta là ngày hôm sau là mùng 1. Nhưng người ông họ mới về ăn cơm ở quê thì người ta có người bảo con đẻ trước con thì người ta một tuần, con thì người ta 17, con trước một tuần thì chắc là mùng 1. Chứ có đúng giờ không? Bây giờ ngày đã đúng chưa? Ngày đã đúng chưa? Có thể xem con gái con trước đi. Con gái. Con gái là sinh ngày bao nhiêu dương lịch? Thế ngày mùng 1. Mùng 1 tháng 3 năm Đinh Hợi. Dương lịch nha, ngày dương lịch nha. Vâng. Đấy là ngày dương, ngày dương. Ngày dương đúng không? Vâng. 1999 ấy à, 1995 à? 2007. À 2007 à? Vâng. Mấy giờ? Giờ Mão 6:30. Rồi. Thầy đang xem và đang quay phim ghi lại màn hình đấy. Úi giời, cô này sao dày dầu thế? Thế đăng ký xem bao lâu rồi nhỉ? Con biết nhưng con đã đăng ký, không biết con không nhớ nhưng mà chắc là từ trước hôm tầm 20 rồi đấy. Thế à? Vâng. Ok, rồi thì xem cho. Con mắt còn cũng kém lắm, nhưng con bé thì con được làm, nhưng con không làm được mấy. Vâng. Đây, thầy có lá số của bé đây rồi. Bé đấy là sinh ngày 1 tháng 3 năm 2007 và là chính là ngày 13 tháng 1 âm đúng không? Vâng đúng rồi. 13 tháng 1 năm Đinh Hợi đúng không? Vâng ạ. Sinh giờ Mão 6:30. Vâng. Bản mệnh là Ốc Thượng Thổ, cục là Kim Tứ Cục, mệnh chủ là Cự Môn, thân chủ là Thiên Cơ, bản mệnh sinh cục. Vâng. Rồi. Vâng. Thân cư Thiên Di thì cung Tỵ. À, điều đầu tiên thầy nói cho biết là thầy xem tử vi là thầy sẽ nói thật. Vâng. Nó xấu gì thì thầy sẽ nói cho cách chữa. Vâng. Nha. Thì nói một cách rất là thật thà. Bởi vì nó xấu thì phải nói nó xấu. Rồi. Nhất là cô này á, mệnh có sao thái dương. Nữ mà mệnh có thái dương là hơi bất lợi một chút, bởi vì thái dương là cái sao về chủ về sao nam tính. Thái dương là cha, thái âm là mẹ, thái dương là sao dương tính, mà những người nữ mang theo thái dương thì bao giờ cũng sẽ có chút đàn ông ở trong người. Tiếp nữa là có sao tấu thư. Sao tấu thư tại mệnh thì ăn nói khôn khéo. Đấy, có sao thiên khôi, phượng cát, đường phù, giải thần, thiên phúc là cái sao xinh đẹp nhưng mà càng ngày càng béo. Sinh nhưng mà béo. Sinh nhưng béo nhá. Bây giờ có béo không? Dạ, có ạ. Béo rồi đúng không? Cháu lớp 4 mà năm nay nó 40 cân rồi. Đúng rồi. Vì cái sao thái dương nằm tại Hợi ấy là đa số phụ nữ thái dương tại Hợi là rất to béo, mà thậm chí là sau này béo phì ấy.
nha. Đấy là cái đầu tiên phải giữ cho bé. Rồi, việc thứ hai là cô bé này có sao hóa lộc nằm cung quan lộc chiếu mệnh. Đấy, trong tam hóa, tứ hóa thì sao hóa lộc chiếu mệnh, nhưng vì đang gặp triệt nên sau 34 tuổi cô này mới kinh doanh được nhá. Việc tiếp theo là cô này có sau tuần đóng cung tài bạch mà có văn xương, văn khúc. Rồi hổ cái đóng cung tài bạch nên là cũng là một người mà sao thiên lương cũng không phải là cái sao lợi trong việc kiếm tiền. Nên nửa đời đầu, nghĩa là trước 34 tuổi là người không kiếm được nhiều tiền đâu. Được chưa? Đây là cung mệnh tài quan của cô đấy. Và có một vấn đề nữa là cô này á, mệnh hãm, thiên cung thân hãm. Cung thân của cô nó có cái tròm quan phủ, tuế phá, thiên hư, đà la, hỏa kỵ mà có cự môn đóng ở đây á. Thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cô này rất sau này rất dễ dính pháp luật. Bởi vì cự môn nằm tại cung tỵ này cũng là cái sao mà dính pháp luật, đúng rồi nhá. Thứ hai nữa là cái tròm đà la hóa kỵ này nó đóng tại cung tỵ này á, nó sẽ dễ phát sinh tế bào ung thư. Từ hôm xem đến giờ thầy post các bài truyền hình thầy chưa bao giờ nói với mọi người về ai bị ung thư cả đấy. Và thầy cũng là người nghiên cứu rất nhiều các tròm sao liên quan đến ung thư. Thì ở đây á, ở đây á là cái cung mệnh của cung thân của bạn nó đóng ngay tại cái tròm đà la và hóa kỵ cùng hãm. Sao đà la là cái sao là làm cho mình bị nội thương, làm cho mình có vết đà la mà nó nguy hiểm lắm. Sao đà la hãm địa nó cực kỳ xấu, mà đà la mà đi với hóa kỵ nữa thì càng xấu đấy. Lúc đấy là kim mà đà là kim mà hóa kỵ là thủy, kim sinh thủy, nó là làm cho cái xích công phá của sự hãm nó càng kinh khủng hơn đấy. Và nó nguy hiểm nữa là bởi vì hai cái sao đấy nó đóng cái sao hóa kỵ ở đây á, nó đóng ngay vào cung hỏa, âm hỏa thủy hỏa khác nhau, nên là nó làm cho hóa kỵ ở đây thành hãm địa và rất là nguy hiểm. Cộng với cái sao địa không nó nằm tại cung con của cô bé này chiếu vào cung thân, cung thiên di nhá. Rồi sao thiên hình nằm cung chồng chiếu vào cung thiên di nhá. Đấy, rồi sao tang môn đấy nó từ cung phúc đức nó chiếu vào cung thiên di, đúng rồi, nó làm cho bạn này cái cung thiên di của bạn là cái cung rất là nguy hại đấy. Và nếu như lá số này nếu như đúng ấy, thì bạn này 58 tuổi âm cũng sẽ một cái tai nạn thì đấy ngoài đường này. 53-54 tuổi thì sẹo ở trán rồi. Rồi 53-54 tuổi rồi 58 tuổi cũng sẽ bị cái hạn đấy nhá. Thì bạn này cũng bị hạn là đà la nằm cung thiên di, chính là sẽ bị tai nạn tai họa gì đấy về xe cộ ngoài đường đấy. Ngã thầy. Ngã. Và đến cái bây giờ là đại vận của bạn ấy chưa đến cái đại vận mà 14 trở ra này này, nó có tràm phi liêm này, thiên không hỏa tinh này này, nó đóng vào nó lại làm cho nguy hại hơn đấy. Năm hạn nặng nhất là 14-15-16 tuổi nhá. Năm 14 này, 15-16 tuổi này thì nó còn nguy hại hơn nữa. Rồi thì nó còn nguy hại hơn. Để tôi nghe điện thoại cái. Alo. Nghe không? Nghe rõ không? Alo. Nghe không? Alo. Thì đấy là cái nguy hại nhất của bạn này. Yeah. Đấy là cái nguy hại nhất. Yeah. Nhá. Mặc dù cái cung điển trạch của bạn này vô cùng đẹp, tiên tử vi thiên phủ nhá, nhưng nó lại gặp triệt ở đây. Chính vì thế nên trước 34 tuổi không có duyên với tài sản đất cát ô tô lớn, mà bạn này phải sau 34 trở ra. Đó. Sau 34 trở ra nên là hơi thiệt một chút nhá. Triệt đóng đúng chỗ cần đấy. Cái tròm đẹp nhất thì triệt đóng mất, có đúng không? Vâng. Vâng. Mẹ dạo này xem bài nhiều của thầy hay sao mà biết xem từ vi siêu ấy nhỉ? Thầy đây, Tăng Anh. Nghe không? Alo. Có nghe không? Ấm miếng bút xanh. Ấm miếng bút hoàng lên. Alo. 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 Nghe thầy nói không? Alo thầy, em nói gì thầy? Thầy nghe, thầy đang bận một lát, đang xem hết. Thầy đang xem dở, lát thầy xem cho nhá.
hết ngực đúng rồi. Mẹ chép cái gì đấy? Con đang chép. Ok. Có phải chép làm gì, thầy ghi âm lại mà ghi hình lại nữa nhá. Vâng. Thế thì bạn này á, mặc dù là nữ là mệnh thái dương đã là sau này phải gánh vác nhiều việc rồi. Rất may cho bạn là còn cục sinh bản mệnh về ngũ hành là bạn ấy thuận. Về âm dương bạn ấy cũng thuận. Vì nữ mệnh sinh ở cung âm mà. Nhưng mà cái thân này này. Cung mệnh nó nói về trí tuệ nhưng cung thân nói về kết quả của đời bạn ấy. Nó rất là khổ. Cự môn hãm rồi Đà La hóa kỵ hãm rồi quan phủ nó đóng ở đây ấy, là sau này không dính dáng pháp luật thì nó cũng sẽ bị tai họa. Đấy. Nên là đứa bé này sinh ra thì ổn nhưng mà kết quả cuộc đời lại hơi thăng trầm nhá. Rồi. Về cung tận ách cũng là một vấn đề, vì tân cung ách là thiên tướng mà gặp tuần ấy là số sẽ bị tai nạn mà mặt sẽ có sẹo. Ở chán có sẹo một lần đấy. Đúng rồi, vì thiên tướng gặp sau tuần này nhá. Đó. Về cung con của bạn này á, sau này cũng là người sinh con thì tương đối là ổn. Nhưng mà có địa không kiếp sát lưu hà đóng ở đây thì cũng sẽ phải xảy nạo ít nhất một lần nha. Còn bình thường sẽ là hai. Rồi, cung nô bộc là bạn bè của cô này á là có tham lang lại có gặp hồng loan ở đấy nữa nên là số sau này cũng không được chung thủy cho lắm đâu nha. Có phục binh chứ thầy. Phục binh thì không sợ lắm. Phục binh là số sẽ bị bạn bè răng bẫy, cài bẫy hay lừa gạt. Nhất là chuyện tình duyên. Nhá. Đấy là sau này cũng không có số là chung thủy cho lắm. Rồi được may cho bạn là được cung phúc đức tốt. Cung phúc đức này. Cái này nó là yếu tố để mà thay đổi được số mệnh. Đúng rồi. Phúc đức có sao thiên cơ. Hóa khoa là dòng họ này học hành tốt. Chữa bệnh tốt, vui vẻ. Phụ mẫu có sao phá quân thì một trong những là bố mẹ dễ có người làm binh nghiệp đây này. Vâng. Ai bố làm? Học luật. À bố học luật à? Bố cháu học luật. Vâng. Thì à. Rồi. Và phi liêm lại đào hoa rồi hỏa tinh đóng cung phụ mẫu nữa nên là chắc ngày xưa bố mẹ yêu phát là không. Yêu phát là cưới à? Tình yêu có ấy không? Tình yêu sẽ đánh luôn à? Không, cũng có một đời trước rồi. À thêm một đời chồng nữa trước nữa đúng không? Bởi vì đào hoa thiên không đây. Bố sao? Có đời trước rồi. À, thế đúng rồi. Bởi vì đào hoa nằm cung phụ mẫu này nhá. Ây da, bây giờ nói đến cái cung quan lộc của bé này nhá. Vâng. Thật ra cung quan lộc của thái âm hãm này. Thái âm hãm nhưng gặp triệt thì lại ổn. Triệt này này, nó sẽ làm đảo dấu của sao thái âm này thành vượng. Vâng. Xét về sao phụ tinh ý, thì cái hóa quyền chiếu vào cung quan lộc, hữu mật chiếu cung quan lộc, đấy, văn chương văn khúc chiếu cung quan lộc thì bạn này nên làm giáo viên thì tốt nhất. Giáo viên là đẹp thì nhỉ? Hoặc là luật sư thì giáo đẹp nữa. Nhưng mà cái cử môn này. Luật sư thì đẹp nữa. Luật sư thì đẹp nữa. Luật sư thì bạn sẽ tránh được. Đúng rồi, thì bạn ấy tránh được cái quan phủ nằm ở cung thiên di. Có nghĩa là số sẽ không bị dính ra pháp luật nữa vì thường xuyên hầu tòa rồi. Vâng. Hiểu không? Đó, nên là cố gắng định hướng cho bạn này làm luật sư nhá. Vâng. Cãi nhau thì nói sau hóa kỵ với Đà La này nó là gì hay làm tổn thương nhau mà. Cãi rồi. Ừ, luật sư là thường xuyên làm tổn thương bảo vệ thân chủ của mình thôi nhưng làm tổn thương người đối phương mà. Thì cái sao Đà La ở đây ấy, là không bị mình khây, không bị thương tích thì mình làm gây thương tích cho người khác, tổn thương người khác. Sao hóa kỵ là sao thị phi miệng lưỡi, bẻ cong sự thật. Thì nó không dành cho mình thì mình dành cho người khác. Thì nếu bạn này mà làm luật sư thì lại sẽ là xuất sắc. Đó. Và bạn ấy cố gắng, bạn ấy vượt qua được cái đại vận 434 trở ra thì bạn rất thành công trong chuyện tiền bạc, đất cát, điền sản và có khả năng giàu lớn. Nhưng mà cung chồng thì hơi buồn tí. Thiên đồng hãm địa nằm ở đây là đúng rồi. Sẽ lấy là một người chồng nhút nhát, không được thiện chiến, không được quyết liệt, không nam tính lắm và dễ sẽ hai lần đò. Bởi vì thiên đồng hãm là gặp thiên hình đây nữa thì khó mà tránh. Đấy, lại gặp phục binh chiếu của cung chồng nữa. Đúng không? Vâng.
Lại gọt là ta đây là Phú Minh này, là còn Tà Phù nữa, chiếu cùng chồng nữa là bạn này cũng số 2 lần đò đấy. Ở trong lá số này thì năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu thì 2 lần đò hả? Hay là năm bao nhiêu lấy chồng? Năm bao nhiêu thì lấy chồng, với năm bao nhiêu thì phải 2 lần đò. Bạn này khoảng 28 tuổi gì đấy, hoặc là cuối năm 28 tuổi sẽ lấy chồng, hoặc là đầu năm 29 nhé. Bắt đầu có thanh long này, sát này, hoặc là năm đấy 28 hoặc là năm 29 bây giờ cùng chồng sẽ lấy. Năm 32 tuổi của bạn đến đào hoa gặp thiên không thì hai người bắt đầu ly thân rồi, phá quân, đã phá quân rồi lại còn đào hoa thiên không nữa thì kinh lắm nhá. Đấy là năm đấy là năm coi như là bỏ nhau đấy, còn thủ tục còn lại thôi. Thầy xem tử vi giảng kỹ thế này có buồn quá không? Không, thầy cứ phải giảng kỹ, con nghe, con hiểu, con biết thôi chứ. Được không? Giảng kỹ là tốt. À? Kỹ lộ hết bí mật thì sao? Không sao. Được rồi, phải đương đầu với số phận chứ đúng không? Khi mà mình hiểu với số phận thì mình mới cải được bệnh chứ. Khi mà chưa biết mình sau này làm sao thì cải được, làm sao mà cải được đúng không? Hai nữa, đứng trước số phận thì đều phải là vô thường. Số nó thế rồi, nó là công quả của nhiều kiếp trước chứ không phải kiếp này không. Cần bình tĩnh mới hóa giải được. Nhưng cô này là có tứ linh chiếu mệnh đấy. Có một con đường, có một con đường ấy, có một con đường là mẹ cho đi hầu thánh từ bé đi, để cho nó đỡ nghiệp đi cũng được. Đấy cũng là một cách. Ở đây may nhất của bạn là sao phúc đức cung phúc đức tốt, thì nó sẽ làm giảm những cái sao xấu kia đi. Việc thứ hai nữa, địa không địa kiếp của bạn ấy đắc địa hết. Không kiếp mới là lục sát tinh, còn mấy cái sao lục bại tinh kia nó chỉ làm cho thất bại thôi. Mà cái đại vận siêu xấu nhất của bạn là từ 54, 64 trở ra kia, nó cũng hơi muộn, nên là bạn này hoàn toàn có thể hoán cải. Đúng rồi. Thầy khả năng 64 được thì ngã nặng. Đúng rồi. Thì bạn này hoàn toàn có thể cải mệnh được, bởi vì thời gian mà bị bạn ấy bị họa nó rất dài, nó lâu, nó về hộ vận. Vâng. Thầy cứ xem thầy hướng con. Hướng rồi đấy. Còn lý thuyết về cải mệnh thì thấy Cao Anh nói nhiều trên internet rồi. Con người, vận mệnh của con người nó gồm 3 cái phần nó tác động vào người mình. Đấy là thiên mệnh, địa mệnh và nhân mệnh. Thiên mệnh chính là luật nhân quả, nó tác động vào vô lượng kiếp của chúng ta, và đến kiếp này chúng ta sinh ra là ai, là người như thế nào thì nó đã rõ rồi. Luật trời rất công bằng, mình tạo ra nghiệp tốt thì sẽ hưởng phúc tốt, mà tạo ra nghiệp xấu thì sẽ hưởng phúc xấu. Cái đấy không phải bàn cãi. Việc thứ hai là địa mệnh. Địa mệnh nó nói lên là cái vị trí địa lý của mình ở có tốt không, phong thủy tại nhà có tốt không, phong thủy tại cơ quan làm việc có tốt không. Ở đây á, bạn ấy là địa không địa kiếp chiếu cung điển trạch gặp cô thần nhá, có nghĩa là đất nhà bạn này cũng không được sạch đâu nhá. Dạ vâng ạ. Thêm một vấn đề nữa, đất nhà con đang ở đây ạ. À? Đúng rồi. Thế là có vong rồi thầy. Đúng rồi. Có vong nam mà nhá, một anh chàng vong nam ấy. Đúng rồi. Thế ạ. À? Mà đám hôm nay thì kiểu con nhìn thấy giờ giống như kiểu âm binh. Đúng rồi nhá, đấy là vong nam. Đen 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 đúng không? Rất đen đúng không? Không nhìn thấy mặt đúng không? Không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy âm binh. Đúng rồi. Ở đấy có ấp âm nam ấy, đất còn nặng phết đấy nhá. Không giải cái đất đi thì tất cả những người trên đất ấy đều bị cái vong linh này tác động. Khi mà khí âm của vong linh tác động vào thì làm cho mình hay bị những bệnh như sau: một, đau xương; hai là khó ngủ; ba nữa là hay bị bóng đè; ba là hay bị bóng đè; bốn là mỏi vai; năm là hay đau đầu; sáu là tăng huyết áp một cách đột ngột. Đấy, đấy là những cái phải cầu siêu thế. Đúng rồi. Phải siêu thoát cho họ. Siêu thoát cho họ.
Thế thầy phải hướng dẫn em làm thủ tục gì đấy? Siêu thoát thì cũng hướng dẫn nhưng không làm được. Việc cầu siêu hay siêu thoát đấy là việc của các thầy. Của chúng ta xem vâng, thầy thì các thầy ấy, thầy nhưng mà thầy các bài cũng khấn để khi nào thầy mời lên đấy. Thầy sẽ gửi cho cái bài để thầy mời cho họ mời họ lên liên quan điện để thầy giải cho nhá. Thầy sẽ gửi email cho. Vâng, vâng. Ừ. Đấy. Thế là thầy cảm nhận về đất này rất chuẩn rồi đấy. Khi mà nghe điện thoại như này, thầy lúc nãy nãy giờ là thầy không để ý đến chuyện tâm linh đâu, đang xem tử vi. Khi mà mở mắt số 3 ra nhìn một cái thì thấy ngay một chàng nam đang ngồi đằng sau á. Con cảm tưởng thế. Lắm lúc con cứ nằm mơ có người như kiểu chúng còn bảo con là vẽ hình ông có ở bên trong. Đúng rồi. Âm binh khác, các vong linh khác ở đâu biết không? Con không nhìn thấy. Âm binh là các vong linh được các thầy phù thủy huấn luyện, đào tạo và làm theo lệnh của các thầy phù thủy. Âm binh nó luyện và nó cao hơn các vong linh chưa siêu thoát, bởi vì âm binh biết cách lẩn trốn, năng lượng cao hơn và sức công phá của âm binh cao hơn rất nhiều so với các vong linh thông thường, bởi vì họ được huấn luyện. Và những âm binh thì thường là họ đã sống lâu trên trần gian rồi, nên họ biết cách người trần, họ hiểu người trần, đọc được người trần, trốn tránh được các cửa. Ví dụ như trốn tránh được các quan thần linh rất là dễ. Các quan thần linh thậm chí còn đang đi còn tu còn thấp hơn là các âm binh nếu mà được tu luyện tốt. Nhưng thường các quan thần linh khó phát hiện ra âm binh ở trong nhà. Đấy. Những cái người mà các thầy mà ví dụ như ăn lộc mà nhìn để nói ấy, nghĩa là nghe các vong linh đi theo mình để nói lại cho mình nghe ấy, thì thường ấy sẽ không bao giờ xem được âm binh. Chỉ xem được vong linh gia tiên nhà mình nói họ thôi. Còn âm binh thì không xem được, vì âm binh nó còn cao hơn cả các thầy đấy. Không lấy được thông tin. Một vấn đề nữa, thường là các âm binh là bị các thầy cắt lưỡi, rút lưỡi. Nên là khi gọi âm binh lên thì âm binh gần như không nói được chuyện. Khai khẩu cũng khó nói, mà họ chỉ gật lắc thôi. Nhớ chưa? Alo? Đâu rồi? Nghe thầy nói không? Hay vừa nhắc âm binh một cái âm binh tắt điện thoại luôn. Nghe alo, chưa? Nghe chưa? Chào có rồi ạ. Thầy nói thế này, tin đi tin không tin thì tùy. Nhưng mà thường khi mà thầy phát hiện được âm binh ấy mà đang gọi điện cho ai thì bị ngắt điện thoại ngay. À thế ạ? Có đúng thế không thầy? Đúng rồi, nên chính alo. Như thế nên mới ngắt điện thoại đấy. Thế ạ? Ừ. Ủa, thế con thì không gọi con là mê thế, con thế. Nhưng mà năm 2000 là con đã không quan có nhập. Ừ. Nhập bà cô thì con nói chuyện, nhưng mà đúng con thầy điện các thầy thì đọc nói là bà cô thì con nhập con nói chuyện trước biết được các nhiều người như thế nào nói cứu hộ. Ừ. Đó. Các vong linh nhà mình thì... các vong linh nhà mình không phát hiện được âm binh trong nhà đâu. Đây là cái nói là bà cô nhà con, cô em chồng ấy. Là chết sinh năm 66 chết xong là nhập vào con. Ừ. Nhập vào con nói thì đúng lắm, mấy cái nói đều đúng cả. Ok, hôm nào lên thầy mời lên nói chuyện tiếp. Vâng. Ừ. Đấy, thế là con cũng phân vân chỗ đấy. Rồi. Thường là nhà con ấy là ở nhà ấy là âm binh là gia tiên, ở nhà mà có âm binh là gia tiên không phát hiện ra đâu. Vâng. Các thầy phù thủy hay dùng âm binh để trấn cái gì? Trấn thứ nhất là trấn cho người bị trùng tang không về được nhà. Thứ hai nữa là chấn nội bất xuất ngoại bất nhập. Vâng. Đó. Và các âm binh ấy họ thường hưởng lộc ở nhà mình luôn. Cúng ở trên bàn thờ toàn họ hưởng.
Nên là vừa nhắc đến âm binh là nhà con cái là thầy đau bụng như đang bị đâm kiếm vào bụng này này. Ngồi thế ạ. Hay là nhà con gắn phù ở trước cửa ấy thì... Đấy, phù cũng là một dạng âm binh. Thế mà nhà con thì con bị mê, thấy mấy cách đây 1-2 tuần mê là người ta dạy con quanh cái vòng tròn thế này, có âm binh ở trong. Đấy. Rồi, hôm nào thầy sẽ lát nữa thầy sẽ email cho cái bài khấn để mà mời họ lên nhá. Lên Hà Nội thầy sẽ mời họ lên nói chuyện, quay phim lại xem âm binh hay mức nào. Thường là khi mà giải âm binh ý là các thầy sẽ có hai cách. Cách một là bắt âm binh đến về phản lại cái ông thầy dùng âm binh ý. Thì các âm binh nó rủ nhau nó phản thầy nó thì có thể đánh chết thầy luôn. Mà những người mà thầy mà bị nuôi âm binh bị âm binh đánh chết thì bao giờ cũng người thâm tím. Như kiểu chết vì nội thương ấy. Đấy. Cách hai là các thầy khi mà âm binh gặp thì mình sẽ cầu siêu cho âm binh, rửa tội, siêu thoát cho âm binh và bảo cái âm binh đấy về rủ hết cái đám âm binh của cái ông thầy kia đến cái đàn tràng đấy cầu siêu hết. Thì các thầy phù thủy không dùng được âm binh nữa mà các âm binh ấy siêu thoát hết và không gây nghiệp. Thường là thầy sẽ làm hay là âm binh của thầy hay là âm binh của ông thầy nhưng mà là cháu của con, vì là ngày trước là cô ấy hay nhập nên là ông ấy không cho nhập nữa. Có thể hay là thế, ông không cho nhập nữa. Có thể ông mà không cho nhập, nhập thì điện giải chứ nó không nhập nữa. Thế ông bảo ông cho cái cô ấy là về cái điện của ông ấy để học thánh học phật, theo thánh học thánh học phật, không cho nhập của con nữa. Rồi âm binh thì có nhiều đường đến nhà mình lắm. Đường thứ nhất là nhờ thầy đến cúng, thầy đấy là thầy phù thủy, thầy để âm binh lại. Đấy, đường thứ hai là do hãm hại nhau ấy, là người ta thấy nhà mình bắt hương ngũ linh thì người ta cử âm binh vào nhà mình ngay. Đấy, đường thứ ba nữa là do mình chính mình là người đi thỉnh âm binh vào nhà. Đấy, đấy là những cái đường như thế là sẽ bị âm binh. Khi mà bắt hương thần linh ở nhà không có linh thiêng ấy, là không chấn được âm binh là họ sẽ gửi đến nhà mình là họ ở luôn trong nhà. Họ ngự luôn trên bát hương thần linh luôn, bát hương ở giữa ấy. Nên là có những cái như ai đấy mà cần thầy kiểm tra ví dụ như bát hương có linh hay không ấy, thì họ sẽ gửi một cái ảnh địa chỉ nhà là thầy đọc ngay là bát hương trên đấy có linh không, gia tiên có về được hay không, ở đấy có vong nào không, có âm binh không là biết ngay. Thứ mai con chụp trên con gửi cho thầy nhé. Con chỉ cần phải chụp, thầy nghe điện thoại thầy biết rồi mà. Đấy là thầy không có không có điều kiện để gọi điện cho họ. Họ gọi điện cho thầy mà chỉ cần gửi ảnh này địa chỉ nhà đến là thầy kiểm tra được. Khi mà bà nhà mà có âm binh thì có nhiều cái hệ lụy đi theo. Thứ nhất là con cứ tưởng tượng rằng là mình đang sống trong một xã hội ấy, là có xã hội đen nó đang cai quản mình đấy. Các thần linh nó giống như hệ thống công an, quân đội, chính quyền, còn âm binh nó giống như xã hội đen ấy. Thì con biết rồi, xã hội đen họ có hai mặt của nó. Họ nếu mà con tốt thì không sao, nhưng khi mà con không đúng ý họ thì họ có thể xử luôn. Đó, nên là rất là nguy hiểm. Và họ không ổn định, tính khí bất thường. Nhá. Rồi, bây giờ thời gian thế là được rồi nhá. Còn cô con gái thì hôm nào mang đây thầy xem nhá. Vâng, thế thì xem luôn của con đi nữa. Con có ngày tháng năm sinh giờ sinh chuẩn đâu. Thì là nếu mà xem nó số ở nhà có xem thì là năm 38 của cái con. Thôi tóm lại hôm nào lên Hà Nội thầy nhìn tướng rồi thầy xem thầy luận giờ cho chính xác luôn nhá. Hai ngày khác nhau thì thầy có thể in được, hai ngày khác là thầy luận ra được ngay mà. Nhưng mất thời gian của thầy phải in lá số thôi. Có hiểu không? Ví dụ như nghi ngày này thì thầy lập đa số ngày này, nghi ngày khác thì lập đa số ngày khác. Dựa vào tướng, dựa vào số con, dựa vào huynh đệ, dựa vào gia cảnh, nghề nghiệp, chồng, vợ là thầy có thể luận được là sinh ngày nào, giờ nào. Việc tìm giờ sinh chính xác với thầy không khó. Việc tìm giờ xác sinh chính xác đối với thầy không khó nhưng nó mất thời gian. Và khi mà quay phim trên máy tính này thầy lập cái đấy lâu lắm. Tốt nhất là ngồi trước mặt thầy thì thầy luận ra rất nhanh. Mà không phải ai thầy cho lên gặp đâu nhá. Có cơ hội lên Hà Nội gặp thầy thì lên đi khẩn trương đi. Thế bao giờ thì thầy có nhà?
Tuần sau khoảng từ thứ hai đến thứ năm. Ngày mai thầy có nhà không? Mai thầy lễ cả ngày. Ngày kia? Chủ nhật à? Chủ nhật định lên buổi nào? Dạ. Buổi sáng ạ. Sáng ạ. Sáng thì mấy giờ có mặt tại Hà Nội? Chắc phải tầm 9-10 giờ thầy. Ok, vậy thì 9-10 giờ lên nhá, nhớ nhắn tin lại cho thầy nhá. Thầy sẽ gửi mail cho bài khấn để bài khấn mời gia tiên lên đây cộng với các vong linh lên đây, thầy nói chuyện với họ luôn thầy nhá. Vâng, vâng. Rồi, xin chào. Rồi, con cảm ơn nhá. Chào thầy.